À, xin chào các bạn. Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ, thị trường đóng cửa. À, bây giờ là khoảng 3 giờ chiều. À, sau khi mình có một giấc ngủ trưa thật là ngon, mình thức dậy, pha một ly cà phê và thưởng thức một bài guitar. À, sau đó mình thường có thói quen, mình mở máy lên kiểm tra tất cả các giao dịch trong tuần vừa rồi. À, và đặc biệt là mình hay kiểm tra, mình xem lại những cái lệnh bị thua lỗ, để xem lý do tại sao mình bị thua lỗ là do thị trường hay do chúng ta sai. À, nếu chúng ta sai, chúng ta sẽ rút ra được những bài học gì? À, chúng ta để tránh lặp lại những cái lỗi tương tự về sau này. À, và mục tiêu thứ hai nữa, mình mở máy ra để mình xem cái ngữ cảnh chuẩn bị cho tuần tiếp theo, mình sẽ mua bán những cặp tiền tệ nào. À, ví dụ như các bạn thấy trong tuần vừa rồi mình giao dịch intraday trading, giao dịch lướt sóng trong ngày. À, mình sẽ kiểm tra lại, đặc biệt là những cái cặp nào mà mình bị thua lỗ. À, ví dụ như ở đây mình sẽ kiểm, bạn thấy euro đô la lỗ 159 đô. À, lập tức mình xem lý do tại sao mình lỗ con số này. À, mình click chuột, mình giữ và mình đẩy lên ở đây. À, ở đây mình thấy mình buy break out đây và cuối cùng bị stop stop loss ở đây. À, đây là một ngày inside, tại sao lại stop loss ở ngay chỗ này? À, đây là mình sai, lẽ ra mình phải stop loss ở dưới đây. À, do đó lần sau mình sẽ tránh lặp lại trường hợp này xảy ra. À, vậy liền kề sau đó mình có một lệnh tiếp tục buy euro nữa, lệnh này mình chốt lại được 227 đô. À, vì sao mình buy liên tục? Bởi vì trong tuần vừa rồi mình phân tích xu hướng của thị trường, cặp euro đô la là đang xu hướng lên và mình tìm cách mình mua lên. Ở đây mình đẩy cái lệnh này lên, thấy. À, khi bị stop loss mình đứng ngoài thị trường 1 tiếng đồng hồ. Đây là một cái lệnh lướt sóng ngắn trong ngày. À, mình buy và mình có 1 2 3 4 5 tiếng đồng hồ sau mình chốt lại lệnh này và cover được cái lệnh thua lỗ trước đó. Và tiếp tới chúng ta kiểm tra tiếp cặp euro này, mình cũng bài tiếp luôn, bởi vì trong phân tích của mình euro là đi lên, mình chỉ tìm cách mình mua thôi chứ mình không bán. Mình lại kiểm tra lệnh tiếp. À, lệnh này ở đây mình cũng lướt sóng ngắn, mình bài đây stop loss đây là quá đúng. À, do thị trường đảo chiều đi xuống. À, lúc này 1 2 3 ngày mình đứng ở ngoài, mình đang chờ tín hiệu mới để mình giao dịch, mình không giao dịch cặp euro nữa. Cứ như thế mình kiểm tra, ví dụ như là kiểm tra dài xuống. À, thí dụ như vàng. À, các bạn thấy mình giao dịch vàng bị dừng lỗ 79 đô, giao dịch 0.03. Ok bạn. À, lúc đầu các bạn thấy mình giao dịch cặp này, mình kiểm tra và đẩy lên vàng. À, các bạn thấy đây vàng. Ok bạn, mình bay từ ngày này, mình bay mình giữ lệnh rất lâu cho đến khoảng ngày này thị trường đã đổi xu hướng và mình cắt lỗ. À, lúc đầu mình bay đây, ở đây mình cũng có lời chút xíu nhưng không đáng kể, và cuối cùng mình chấp nhận mình cắt lỗ, đây là do thị trường. Và hiện tại vàng theo mình vẫn là trong xu hướng đi lên. Ok bạn, mình tìm signal buy và mình buy tiếp. Ví dụ như mình kiểm tra tiếp những cặp thua lỗ khác, ví dụ như Yên Nhật. À, Yên Nhật trong một xu hướng đang là xu hướng đi xuống, do đó các bạn thấy ở đây mình sell Yên Nhật ở đây. Ok bạn, sell Yên Nhật, kiểm tra. À, mình thấy mình sell ở đây là đúng tín hiệu, thị trường đi lên là do thị trường correction, thị trường hồi phục lại, mình chấp nhận thôi. À, ok bạn, tiếp tục nữa. Ở đây các bạn thấy lệnh dầu này mình sai, mình bị thua lỗ, mình liền lập tức kiểm tra nó. À, bởi vì dầu break out kênh giá, mình buy. Sau khi buy xong, thị trường đã từ chối, break out không thành công, mình thoát lệnh. À, mình chấp nhận lỗ lần này. Ok bạn. Do đó khi chúng ta phân tích mua hay bán, chúng ta vô, chúng ta giao dịch. À, khi giao dịch, chúng ta nghĩ rằng
chúng ta sẽ bị cắt lỗ bao nhiêu phần trăm. Chúng ta không bao giờ đặt mục tiêu lời trước mà phải đặt mục tiêu cắt lỗ trước. Do đó các bạn thấy mỗi giao dịch lỗ của mình rất là nhỏ, những giao dịch lướt sóng trong ngày hầu như là khoảng chừng 0,5% tài khoản. Trong tuần vừa rồi mình giao dịch lướt sóng rất là nhiều, các bạn thấy ở đây rất là nhiều lệnh, thí dụ như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 lệnh. Và mình âm bao nhiêu lệnh? 1 lệnh âm, 2 lệnh âm, 3 lệnh âm, 4 lệnh, 5 lệnh, 6 lệnh, 7 lệnh, 8 lệnh. Ok bạn, trong 24 lệnh mình có 8 lệnh bị thua lỗ. Vậy những cái kỹ thuật lướt sóng này khá là hiệu quả. Do đó mình tiếp tục tuần sau mình vẫn giao dịch như thế này. Mình khuyên các bạn trader khi chúng ta vào giao dịch, các bạn mới vào thị trường giao dịch, các bạn nên làm cái công việc này hàng tuần. Cứ mỗi tuần các bạn kiểm tra lại các giao dịch vừa rồi, đặc biệt là những giao dịch sai, để chúng ta học. Các bạn nên làm cái công việc này suốt cuộc đời giao dịch của mình, làm cho đến khi nào bạn không còn giao dịch Forex nữa thì thôi. Sau khi chúng ta đã kiểm tra những giao dịch vừa rồi xong, chúng ta sẽ xem tuần tới chúng ta có những cái signal gì, có những cái tín hiệu gì để mua bán, để chúng ta chuẩn bị cho cả tuần sau. Ví dụ như tuần sau mình xem dầu oil, oil tuần sau mình sẽ đứng ở ngoài, mình không giao dịch. Ví dụ như vàng, vàng mình thấy có intraday với good, một tín hiệu giao dịch rất tốt. Đô Úc Yên Nhật có intraday, mình chuẩn bị mình chơi giao dịch, ví dụ vậy, vân vân. Thí dụ như USD Yên Nhật, đây xuất hiện dấu hiệu bán. Đầu tuần sau thứ hai mình sẽ ưu tiên bán USD và Yên Nhật. Mình cũng không biết đúng hay sai, mình cứ làm kiểm soát hành động, không kiểm soát kết quả. Bán ở đâu, dừng lỗ ở đâu, và nếu lỗ thì sẽ lỗ bao nhiêu tiền. Chấm hết. Mình không kỳ vọng mình sẽ chiến thắng lên này. Ok bạn, mình cứ làm đúng thôi. Đó là những lời khuyên chân thành của mình dành cho tất cả các bạn trader chúng ta mới vào nghề. Và để thành công, bắt buộc các bạn phải làm công việc này xuyên suốt mỗi tuần. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một ngày Chủ nhật thật là vui, và tuần sau giao dịch thành công. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Xin chào các bạn.